chào quý vị và các bạn. Sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết ở Bắc Bộ có sự phân hóa khá rõ giữa hai sườn phía đông và phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Do không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên các tỉnh phía đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sương mù kèm với mưa bụi lất phất. Còn các tỉnh phía tây Bắc Bộ thì trời khô ráo và có nắng sớm. Nền nhiệt độ cũng có sự chênh lệch, trời có nắng nên mức nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tăng lên mức là 27-28 độ. Còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì trời vẫn nhiều mây, trưa chiều khả năng hửng nắng yếu với nhiệt độ phổ biến là 23-25 độ. Lưu ý với người dân khu vực phía Đông Bắc Bộ về tình trạng sương mù xuất hiện khiến việc đi lại sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy quý vị chú ý khi tham gia lưu thông trong khoảng thời gian đêm và sáng thì phải sử dụng tín hiệu đèn hợp lý và di chuyển chậm để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Theo dự báo xa, từ đêm ngày 29 tháng 12 thì Bắc Bộ sẽ đón một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh và trời chuyển mưa. Từ ngày 30 tháng 12 thì xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Hôm nay thời tiết tại các tỉnh phía Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có sự tương đồng với thời tiết miền Bắc. Đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ. Đến trưa chiều thì có nắng yếu với nhiệt độ cao nhất là 24 cho đến 26 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận có mưa rải rác vào chiều tối, còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều ở mức là 25 đến 30 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Hôm nay, ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên hầu như không còn nơi nào có mưa, trời nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tăng lên mức là 27-30 độ, còn Nam Bộ là 32-33 độ. Theo dự báo xa hơn, sang đến ngày 30 tháng 12, khi có tác động của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, cộng thêm ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào, thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng mưa trở lại. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa trong hôm nay và ngày mai có thời tiết tốt. Gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, nhưng từ đêm mai ngày 29 đến ngày 30 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh thì gió Đông Bắc sẽ mạnh lên tới mức cấp 7, thậm chí là cấp 8, khiến cho biển động mạnh. Bà con ngư dân cần chú ý đề phòng. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Như vậy là tại Bắc Bộ, nền nhiệt đang có xu hướng tăng dần, thời tiết ấm áp hơn. Từ đêm ngày 29 tháng 12 thì đón gió mùa Đông Bắc mạnh, trời chuyển mưa. Từ ngày 30 tháng 12 xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Khu vực Trung Bộ chủ yếu chỉ có mưa diện vài nơi tập trung ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nên nhiệt độ cũng gia tăng. Từ ngày 30 tháng 12 thì mưa tăng trở lại. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, sang đến ngày 30 tháng 12 thì có mưa ở diện rải rác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.